Phần cuối là phần tạo chatbot. Chatbot là gì? Nó là con robot trả lời tự động. Hỏi một câu, khách trả lời một câu. Hỏi câu hai, khách trả lời một câu. Cho tới khi mà khách để lại số điện thoại thì thôi. Khi mà khách để lại số điện thoại á, bạn sẽ nhận được thông báo. Bạn vào, bạn lấy số, bạn gọi là xong các bạn. Bạn chọn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chọn cho thanh tạo đồng chat. Nó đi qua từng lần lượt từng câu hỏi. Tin nhắn chào mừng nè. Chào anh Mạnh. Mời câu hỏi. Anh định fly hay trả thẳng? Hỏi nhiều câu lên các bạn, chọn cho Thanh là câu hỏi tiếp theo. Bạn chọn nhiều câu hỏi tùy bạn, nhưng quan trọng phải có một cái câu số điện thoại. Đó, thì bạn thấy bên phải nó có chào nè, câu 1 nè, trả lời nè, câu 2 nè, trả lời nè, thông báo hoàn tất. Ở đây bạn nào mà lỡ quên rồi bấm nút lưu và hoàn tất á, nó cũng không cho đâu. Nó bắt bạn phải chèn cái đường link nè. Trang bạn chạy á, bạn copy cái đường link đó. Đó là xong. Một số bạn lần đầu tiên chạy thì bạn bấm vô cho Thanh cái chỗ xem điều khoản và bạn bấm nút chấp nhận là được. Xong xuôi tới đây bạn lưu và hoàn tất. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một chiến dịch.